Cái buổi lễ giải đáp này xin mời thiền gia Hồng Hạnh đọc khai mạc cái buổi lễ giải đáp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2019, Ban Quản trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức trả lời những câu hỏi của quý vị đúng theo ba luật pháp của nhà nước gồm: thứ nhất, Hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 2. Luật tín ngưỡng và tôn giáo của hai quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 3. Nghị định số 162 của Thủ tướng Chính phủ. Ba luật này cho toàn dân Việt Nam được 8 quyền tự do như sau. 1. Là tự do tôn giáo, nhưng tôn giáo không đầu độc dân tộc Việt Nam, không sai với hiến pháp và luật pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Là tự do theo đạo, nhưng đạo đó phải sự thật. 8 không gồm: thứ nhất, không gian dối. Thứ hai, không làm chuyện mê tín dị đoan. Thứ ba, không vì danh. Thứ tư, không vì tiền. Thứ năm, không làm tổn hại an ninh quốc gia Việt Nam. Thứ sáu, không phá nhà nước Việt Nam mình. Thứ bảy, không tuyên truyền xuyên tạc nói bậy nước Việt Nam mình. Thứ tám, không làm tổn hại môi trường xung quanh. Ba là tự do tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng phải chánh tín, tuyệt đối không mê tín dị đoan. Bốn là tự do theo bất kỳ một tôn giáo nào mà mình thích, không ai ép buộc mình. Năm là tự do không theo một tôn giáo nào mà mình không thích, cũng không ai cưỡng bức mình. Sáu là tự do viết sách, nhưng phải viết trung thực, thật rõ ràng, không đầu độc người đọc. Bảy là tự do phát biểu, nhưng không phát biểu bậy bạ, phát biểu ra những gì là chân thật, có lợi ích cho người khác. Tám là tự do tiếp cận thông tin, nhưng tiếp cận thông tin với mục đích gì, để làm gì, và mình có đủ tư cách tiếp cận thông tin này không, đúng theo pháp luật quy định hay không, vân vân. Để đảm bảo 8 quyền tự do nêu trên, nên Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có soạn thảo và ban hành Bộ luật Hình sự số 100 để đảm bảo vững chắc 8 phần tự do nói trên bằng hai điều hết sức cứng rắn để răn đe những phần tử đi ngược lại với pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong bộ luật hình sự có hai điều rất quan trọng. Điều 164, cá nhân nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hay thủ đoạn khác cấm không cho công nhân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 8 quyền tự do nói trên thì sẽ bị phạt tù cao nhất là 3 năm. Điều 167, tổ chức nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hay thủ đoạn khác cấm không cho công dân Việt Nam 8 quyền tự do nói trên thì sẽ bị phạt tù cao nhất là 5 năm. Kính thưa quý vị, luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cương quyết và khẳng định như vậy. Chúng ta là người công nhân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khi muốn một theo một tôn giáo nào thì phải dụng trí óc sáng suốt của mình để tìm hiểu tôn giáo này, thấy thuận lý, thấy khoa học thì mình tin theo, đó mới đúng là đúng nhất. Hai là muốn theo một đạo nào thì đạo phải xem coi bằng trí óc thật sáng suốt, thấy đúng thì mới theo. Thì nếu mình không biết rõ ràng thì mình là kẻ tu mù. Ba là muốn tin một tín ngưỡng gì, xem tín ngưỡng đó có chánh tín hay mê tín dị đoan không. Nếu tín ngưỡng mà đúng, lợi cho mình và lợi cho nhiều người thì mình tin. Người nào tin đúng như vậy thì người này được gọi là người có trí tuệ. Kính thưa quý vị, chúng ta là công nhân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phải là một con người, thứ nhất, phải có đầu óc sáng suốt, thứ hai, phải có đầu óc thực tế, thứ ba, phải có đầu óc khoa học, thứ tư, không tin lầm một điều gì. Như vậy, chúng ta mới xứng đáng là con người Việt Nam, con rồng, con tiên mà quốc tổ Hùng Hiền Vương và quốc mẫu Âu Cơ tặng cho nhân dân Văn Lang xưa và Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện nay loài người đã văn minh lên cao rồi, trí óc loài người đã khám phá vũ trụ ra này được rồi.
và người người cũng có nền văn minh không gian này rồi. Loài người đã phân tích được ADN của con người rồi. Loài người đã biết chết chiếc tế bào gốc để trị bệnh rồi. Và loài người biết sử dụng nguyên tử để giết người hàng loạt rồi. Loài người đã biết sử dụng nguyên tử để phá vỡ hành tinh này rồi, vân vân. Vì vậy, chúng ta hãy tu và hãy tin một tôn giáo nào thì tôn giáo đó phải thực tế và khoa học. Chúng ta tin và tu theo thì mới tu theo tôn giáo đó rất đúng. Nếu chúng ta tu theo một đạo thì đạo đó phải giúp lợi ích cho người tu theo đạo đó hiện tại cũng như và tương lai. Vị nào tu theo đạo nào đó mà hiểu như vậy thì mình mới là người trí tuệ. Còn người nào nghe ai nói gì cũng tin, không tìm hiểu thì chắc chắn mình là người tu mù. Nếu chúng ta muốn tin theo một tín ngưỡng nào thì tín ngưỡng đó phải sự thật đúng 100%, lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho mọi người chung quanh thì chúng ta mới tin theo. Tin như vậy mới gọi là sáng suốt. Kính thưa quý vị, chúng ta hiện nay sống vào thời kỳ nguyên tử, trình độ chúng ta đã hiểu biết sâu về khoa học. Hôm nay chúng ta đến tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi về đạo Phật Thiền Tông. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có yêu cầu quý vị 3 phần. Thứ nhất, đặt câu hỏi phải thật rõ ràng và ngắn gọn, đúng ý mà mình muốn hỏi. Thứ hai, quý vị muốn hỏi về vật hữu hình hay vô hình gì cũng được. Thứ ba, nếu ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời không đúng ý câu hỏi của quý vị, xin quý vị được quyền phê bình và yêu cầu ban quản trị chúng tôi trả lời đúng câu hỏi. Vậy trân trọng kính mời quý vị đặt câu hỏi. Xin kính mời. Đầu tiên xin mời chị Ngọc Xuân ở Đồng Nai đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa bác, con có hai câu hỏi con gửi đến bác, kính mong bác trả lời giúp con ạ. Dạ câu hỏi số 1 là luật tín ngưỡng tôn giáo số 2 của Quốc hội có hoàn chỉnh chưa ạ? Dạ bác nghe rõ không? Theo luật tín ngưỡng tôn giáo á, theo tôi biết tới giờ này là chưa hoàn chỉnh. Luật tín ngưỡng tôn giáo chỉ ban hành ra nhưng mà chưa thiếu cái thông tư hướng dẫn. Vì luật tín ngưỡng, tín là tin, ngưỡng mộ cái gì, phải có cái thông tư hướng dẫn cho người ta biết rằng cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín. Tôi sưu tầm chưa thấy cái thông tư hướng dẫn này. Vì thế mà tôi nói là luật tín ngưỡng số 2 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 chưa chính xác lắm. Vì thế mà toàn dân không thể thực hiện được. Muốn thực hiện cái lịch tín ngưỡng này thì phải có thông tư hướng dẫn rõ ràng. Tôn giáo là gì? Đạo giáo là gì? Tín ngưỡng là gì? Cái gì là mê tín? Cái gì là chánh tín? Thì cái luật tín ngưỡng mới đi sâu vào trong cái toàn dân được. Bây giờ lịch tín ngưỡng ban hành ra nhưng mà địa phương không hiểu. Bây giờ dẹp mê tín, dẹp cái gì đây? Đâu có thông tư hướng dẫn mà dẹp. Cái chữ mê tín là chữ tin lầm. Mà bây giờ không thông tư hướng dẫn thì chính quyền địa phương không biết, không thực hiện được cái này. Vì thế mà tôi nói là thông tư luật tín ngưỡng số 2 của Quốc hội có hiệu lực ngày 1/1/2018 chưa hoàn chỉnh. Vì thế cái luật này chỉ cho tự do tín ngưỡng nhưng mà không kiểm soát tín ngưỡng được. Rồi tôi hỏi trả lời câu thứ nhất. Dạ. Con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi thứ hai của con là muốn tự do hoạt động tín ngưỡng phải có điều kiện như thế nào? Và xin phép làm sao mới cho hợp lý ạ? Tự do tín ngưỡng hoạt động như thế nào phải không? Theo luật tự do tín ngưỡng thì nó có 7 cái phần để mà người ta tự do tín ngưỡng. Bây giờ nói cái tín ngưỡng là nói chung, nhưng mà nói chi tiết thì là phải làm sao? Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ cái người đó muốn kêu bằng hành cái nghề dân sao giải hạn đi, tôi nói thẳng. Thì cái người dân sao giải hạn này nè, anh phải có làm cái bản trình với chính quyền địa phương. Tôi hành nghề dân sao giải hạn, 7 điều tôi đề cập đến. Tôi biết cái sao đó nằm ở đâu và cái sao đó trị bệnh gì, như thế nào, đó là thứ nhất. Tôi cam kết rằng
Tôi mà không thực hiện được thì tôi chịu tội trước pháp luật, nghĩa là tôi kêu bằng bịa ra. Mà cái tín ngưỡng mình mà hành cúng sao bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu tiếng, thấy không? Tôi đưa cái bài cúng sao ra. Rồi thứ ba, thành tựu như thế nào, thời giá bao nhiêu tiền, cắt giá luôn. Đây là gọi là nếu mà hành nghề phải bằng tiền bạc. À, tôi giúp anh đó, tôi cúng anh đó, anh bị cái gì đó tôi cúng anh trong vòng một tiếng hết, giá bao nhiêu tiền. Nếu mà sau đó mà không hết, tôi trả tiền lại. Thấy không? Đó là rõ ràng như vậy. Còn nếu mà tôi không trả tiền lại, tôi đồng ý ở tù 3 năm. Ai mà đặt được cái điều kiện đó, tôi bảo đảm đưa phường xã với ký cái cụp liền, tìm hai người làm chứng, ra xã tự do tín ngưỡng, tự do hành nghề, cúng sao giải hạn cái gì, bất cứ cái gì, phải có hai người đi theo làm chứng. Về sau tòa khỏi cần xử tôi, nếu ai làm được cái này thì bảo đảm 100% phường xã cho phép hết. Đó, nhưng mà nên nhớ phải cái kèm tới hai người làm chứng nha, chứ để mốc anh nói họ không có, không được. Rồi con trả lời câu hỏi tiếp đi. Con rõ thông câu này, con cảm ơn bác. Alo, tiếp theo xin mời chị Kiều Mai Thảo ở Lâm Đồng đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa bác, con có câu hỏi. Ông Nguyễn Thành Nam tức đạo Dừa ở Bến Tre tu đạo gì và thành tựu ra sao ạ? Tất cả người ở trên thế giới này tu á, nó có hai cái loại tu. Một là mình dụng công tu để nó phát ra cái lực. Hai là mình ngồi dụng công tu thì thánh giúp mình. Ông Nguyễn Thành Nam này nè là tu thánh giúp. Về ông tu á, ông tưởng là ông ngồi để ông tưởng cho nó phát ra cái, bây giờ ông nghe được trong cái quyển kinh của Đức Phật nói đó, tất cả tâm ý đi sâu vào một nơi thì nó sẽ phát ra cái lực, thì ông làm được cái này. Vì thế mà ông tu, ông thành công cái này do một vị thánh giúp ông. Nhưng mà ông tu á, thì ông cái thuyết ông là nó có hai cái thuyết, một là vừa lòng tất cả, hai là ăn trái dừa, uống nước dừa. Thành ra ông Nguyễn Thành Nam gọi là tu đạo dừa. Có hai cái, một là vừa lòng tất cả, ai hỏi gì ông cũng chịu hết. Thứ hai, ông uống nước dừa ông sống. Thì thế mà ông là kỹ sư Nguyễn Thành Nam, mà gia đình giàu lắm. Dân kỹ sư tốt nghiệp tại Pháp chứ đâu phải nhỏ đâu. Mà về đây vấn đề thích làm lập ra đạo dừa. Thành đã bỏ cái bằng kỹ sư, ông về cùng phụng ở Bến Tre, ông lập ra cái đạo dừa. Chữ vừa hoặc là chữ dừa, vừa lòng người hoặc là ăn dừa sống. Ông này nó có cái tham vọng hồi trước giải phóng đó. Ông có đi biểu tình ở Sài Gòn nhiều lần, người ta cũng nêu cao ổng. Ông cũng khuyến khích là giữa hai phe Việt Nam hồi xưa đánh lộn nhau, hợp lại, nhưng mà ông không hiểu. Không hiểu được cái quy tắc vật lý, ông mới làm vậy thôi. Nhưng mà đa số những người lập đạo là có cái mục đích riêng. Nhưng mà mục đích của ổng là muốn cho ta biết là đẳng cấp ta tu thành cái gì đó. Vì thế mà đạo dừa được xếp vào cái đạo vật lý, không có hiểu giác ngộ giải thoát là gì. Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu thứ hai. Thời Đức Phật chỉ có Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và danh gọi Đại Đức Naganda có từ khi nào và tại sao có danh gọi là Đại Đức ạ? Mình phải hiểu cái thế giới này, cái đạo Phật nó chia ra ba vùng. Cái vùng mà vùng Nam á, thì là gọi là Đại Đức là cao nhất. Còn cái vùng Bắc á, thì nó là Đức Đạt Lai Lạt Ma là cao nhất. Cái vùng Đông Nam Á này là Thượng Hòa Thượng là cao nhất. Mình hiểu cái này. Thành ra cái người mà bên Sri Lanka họ tu á, là cái Đại Đức là cao nhất. Còn mình Việt Nam mình là Hòa Thượng cao nhất. Còn nếu mà người Tây Tạng đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma là cao nhất. Nó có ba cái phẩm cấp. Mình ở đây là bốn phẩm cấp. Mình mới vô là Sa Di. Bây giờ tại sao Việt Nam mình đặt nó bốn cái phẩm cấp? Nó có cái nguyên do.
Vì trong cái đạo Phật nó có cái bài gọi là hiến chương. Vì cái hiến chương mà nó đẻ ra cái bốn phẩm cấp này. Hiến chương nó đi theo cái luật quân sự. Hiến chương đi theo luật quân sự. Vì thế mà Liên Hợp Quốc mới áp dụng cái hiến chương này cho Liên Hợp Quốc. Vì thế mà người Việt Nam mình tu mới vô Sa Di là gì? Là lính tu. Thứ hai, đại đức là gì? Quý tu. Thứ ba là gì? Tá tu. Thứ tư là tướng tu. Đi theo cái hệ cấp nó. Vì thế mà Việt Nam nó có, mà Việt Nam này á, thì nó mới có trước giải phóng, ở trước hồi thời Trần Nhân Tông không có cái này. Sau này mới có, sau này nó đi theo cái hệ thống mà thống trị á. Thấy không? Nó lặp lại thành nó đưa ra cái bốn cái đẳng cấp này. Mình phải hiểu. Vì thế mà tôi nói trước giải phóng nó có cái bài, nó có cái hai cái quân đội, thập tự chinh và vạn thập chinh, nó đi theo cái hệ thống này. Vì thế mà đạo Phật nó có bốn cái phẩm cấp này thì nó đánh theo cái hệ thế cao. Vì thế mà cái anh người, cái thầy trên nói thầy dưới phải nghe, đi theo cái hệ thống luật mà. Mà cái này tôi chỉ nói sơ thôi. Bởi vì trong cái hệ thống này á, bởi vì cái người mà Tây Tạng á, nó tu Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi Đạt Lai Lạt Ma, Lạt Ma thôi, nó có ba cấp. Bên kia cũng vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Tiếp theo xin mời chị Diễm Tuyền ở quận 7 đặt câu hỏi ạ. Bác cho con xin hỏi mấy câu. Dạ câu thứ nhất, thanh sĩ là gì và thanh sĩ tu cái gì? Gì là vậy? Thanh sĩ là gì? Thanh sĩ tu cái gì? Thanh sĩ là gì? Thanh sĩ hả? Thanh là một người thanh tịnh, sĩ là một người tu hoặc là người học có học thức. Thanh sĩ là cái người này là chuyên môn về tu thanh tịnh thiền đó. Nhưng mà tu thanh tịnh thiền ở cái cấp không học, cái cấp gọi là ăn theo. Thanh sĩ, tính thanh sĩ là nó là tu thanh tịnh thiền, nhưng mà nó đi lạc vào cái thanh tịnh của A-la-hán, thành ra nó sai chỗ này, gọi là người tu thanh sĩ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi tiếp theo. Ngày xưa thời Đức Phật có Ngọc Minh Châu phá vô minh, vậy Ngọc Minh Châu đó bây giờ ở đâu, hiện có tồn tại không? Ngọc Minh Châu là một viên ngọc, nó lấy bằng đá. Mà bây giờ đó mình muốn cái hạt Minh Châu đó nó bình thường thôi, giờ đâu nó cũng có. Ở đây người ta gọi là hột tròn to đó, chứ không có gì loại đó. Nhưng mà người nào muốn sử dụng hạt này á, thì phải để dưới ánh sáng mặt trời 24 tiếng đồng hồ, để cho nó hút cái điện từ dương vô, thì nó được hoạt động được 12 tiếng. Vì thế mà khi mà đi rọi vào trong cái kinh mà không có chữ á, thì cái điện từ dương của cái mặt trời nó mới hiện ra, người ta mới viết ra được. Thì nó lấy năng, gọi là bây giờ mình gọi là lấy năng lượng mặt trời. Thì giống như hiện giờ mình xài bóng đèn mà không có máy đi, thì nó lấy bằng cái năng lượng mặt trời, nó hút vô để nó tạo thành điện. Thì cái hạt Minh Châu, ông Phật cũng có cái kỹ thuật là để ngoài mặt trời 24 tiếng đồng hồ, sau rồi đem vô bóng tối chiếu ra trong cái kinh vô tự, thì chữ kinh vô tự hiện ra. Đó là hạt Minh Châu. Bây giờ kỹ thuật người ta đã có rồi, mình bây giờ đâu. Hồi xưa hạt Minh Châu chứ bây giờ nó thấy cái panel đó, nó lấy điện trên trời xuống đem thắp sáng. Bởi vì tất cả những cái ngôn ngữ trong thế giới này nó là âm, nó không thấy, phải dùng cái ánh sáng dương để nó phá đi rồi mới đọc được. Đây là kỹ thuật. Thì bây giờ khoa học nó bắt đầu nó tiến lên cái lời khoa học để mà gọi bằng không gian rồi đó. Thì về sau nó sẽ, chứ bây giờ tất cả những cái mà chữ mà viết ở trong máy vi tính hoàn toàn viết bằng điện. Ông Phật đã biết trước mấy ngàn năm trước rồi, mình bây giờ đi theo ổng đó. Tất cả những ai hiểu có vi tính viết bằng điện, chứ trong vi tính có cái nào, có cái hộp mực nào đâu. Gọi là viết bằng điện. Điện này nó có nhiều màu sắc. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ,
anh Nguyễn Văn Thanh có nhờ con hỏi thêm một câu là người cúng sao cầu xin thì có được như ý muốn không? Cái tất cả những cái đấy là mê tín thôi. Người ta nói đúng ra tất cả những người ta cúng này cúng kia là do cái tưởng người ta, để người ta dụ những người thông hiểu, chứ làm sao chính tín được. Vì thế mà nãy tôi có nói là muốn hành nghề gì thì phải có cái công thức, nhà nước sẽ cho. Nhà nước không cấm bất cứ cái gì, với điều kiện anh phải trung thực. Có nghĩa là bây giờ hồi ngày xưa đó, mình không biết trong không gian là gì, mình nói giờ tôi thấy rồi đó, thấy thì chứng minh ra thì nhà nước cho làm. Còn nếu mà mình nói ra mà mơ mơ màng màng không được. Thời buổi này chúng ta sống thời đại nguyên tử, thời điển vật lý học, khoa học, thì làm cái gì cũng phải cho thật đúng, chứ không có thể là mơ hồ được. Vì thế mà trong cái bộ luật hình sự, sợ nhất là cái tội lừa đảo. Tất cả công dân Việt Nam sống mà ra mang cái tội lừa đảo là kẹt rồi. Trong bộ luật hình sự nó phạt rất nặng, vậy nó mấy cái tầng bậc để phạt đó. Mình phải chú ý đây này. Hiện giờ mình tu đạo Phật cũng vậy, hoặc là tín ngưỡng tôn giáo hay là bất cứ gì về tâm linh phải chứng minh bằng khoa học. Vì hiện giờ mà người ta biết rằng trong không gian có cái gì trong đó, có chứ không phải không, mà tại mình không, mình lừa người ta. Bây giờ tôi nói là dông nhập sắc vẫn có chứ không phải không, nhưng mà tại mình không hiểu, không, nó có nhưng mà tại mình không hiểu cái cách. Giờ mình ai khám phá được cái này thì trình nhà nước trục dông người ta trước cho liền, nhưng mà phải có công thức mà thành quả rõ ràng. Chứ đâu phải mà anh lấy tiền người ta rồi anh nói ba câu bốn câu rồi anh không làm gì được. Cái đó nó thuộc về tội lừa đảo. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu ra đời để nói là chuẩn rồi, tất cả những cái luật của nhà nước nói ra cái gì phải cho đúng. Nhà nước nói mình muốn làm cái đó thì phải cho đúng, chứ đừng có lừa người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Hoa tiêu Đức Phật dẫn đường làm bằng gì? Hoa tiêu Đức Phật sử dụng, ổng sử dụng bằng cái điện từ dương trong trái đất này. Ổng có cái kỹ thuật là hút, hút ánh sáng dương thôi thì nó tạo thành cái hoa tiêu. Đó là của Đức Phật. Còn mà hoa tiêu của cô Hồn á, thì nó cũng lấy điện từ âm dương mà nó làm không có kỹ, thì nó cái lẫn lộn cái âm ở trong đó, thành nó không phát sáng được. Nó có, nó kêu một kỹ thuật nó cao cỡ nào nó cũng phải bị lỗi một chút đó. Vì thế mà sau cùng nó bị lỗi. Vì thế mà người ta dặn là cái hoa tiêu bất cứ có cái gì trong đó đều là giả. Giống như một cái anh mà chuyên nghiệp á, anh làm rất đẹp. Còn cái người mà cái bằng làm nghề không chuyên nghiệp, chắc chắn cái sản phẩm đã bị xấu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, hoa tiêu thì có lớn có nhỏ, như vậy thì có phụ thuộc vào cái công đức của người đó không ạ? Cái hoa tiêu đó thì nó đúng ra tùy theo cái lực của cái người tạo công đức này. Thí dụ cái người này tạo công đức được 1.000 điểm thì hoa tiêu nó phải lớn. Bởi vì nó cái công đức á, cái hoa tiêu nó lấy cái từ cái phần cái công đức của người này và cái điện để nó cân bằng, nó mới dẫn được cái công đức người này đi. Giống như mình chở xe mà hàng hóa 3 tấn thì phải có xe 3 tấn, 5 tấn thì phải xe 5 tấn, chứ cái hàng hóa 10 tấn mà đưa 1 tấn thì không được, nó không có đủ lực. Thành ra cái hoa tiêu và đồng cái công đức nó phải tương đương nhau, vì thế mà có lớn có nhỏ. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Bước đầu tiên của Thiền Tông á, là học giác ngộ giải thoát, nhưng về sau á, tụi con nghe bác nói là chỉ cần ba vế là tạo công đức, ham muốn và học thuộc công thức thì là giải thoát được. Nhưng mà sao con không nghe bác nói đến yếu tố giác ngộ? Vậy nếu mà trường hợp chưa có giác ngộ thì có được giải thoát không ạ? Cái giác ngộ là cái học hỏi thế gian thôi, nó không ảnh hưởng gì này. Cái hành trình mình trở về Phật giới á, thì nó có đọc biết con đường đi, số công đức đủ sức không. Thứ ba nữa là mình có thích đi không. Còn cái giác ngộ là nó nói về của thế giới vật lý, mình hiểu thôi. Giác ngộ là hiểu thế giới. Hồi xưa mình không biết, không biết thì mình đi ra đụng đâu mình tin đó. Cái giác ngộ với cái giải thoát nó khác. Giải thoát là độc đạo đi về. Còn giác ngộ là để sử dụng cho thế gian này, không đem về Phật giới làm cái gì. Nó của thế giới vật lý, mình học để cho biết, biết cái này rồi mình tạo công đức.
Nếu không giác ngộ mình tạo công đức không được. Có nghĩa là mình không hiểu rồi mình tạo nó sai. Vì thế thì giác ngộ là một phần, giải thoát là một phần, giải thoát là khác. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Tiếp theo xin mời chị Hồng Nhung ở Gò Vấp ra câu hỏi. Kính thưa, soạn giả Nguyễn Nhân và những quý vị Phật tử tham gia ngày hôm nay. Ngày hôm nay con có những câu hỏi muốn hỏi ban quản trị chùa Thiện Tâm Thân Diệu như thế này. Con có nghe trên mạng á là nội dung như sau: bắt đầu kể từ ngày hôm nay 22 tháng 6 2019, Thiền gia Mậu Đường sẽ trả lời trực tiếp mọi thắc mắc về đạo Phật Thiền Tông Tinh Hoa Nhân Loại vào ngày Chủ nhật hàng tuần tại 909 tầng 3 tòa nhà NC Hà Nội. Mọi thắc mắc về sự thật về Thiền Tông hàng ngày xin gửi trực tiếp đến Facebook và Zalo của người đó. Mọi tư vấn đáp hoàn toàn miễn phí. Xin hỏi Thiền gia Mậu Đường này là ai? Có được chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp phép giải đáp Thiền Tông cho người khác không? Mà người này lại đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang như vậy. Con lập lại. Ở ngoài Bắc có một vị là tự xưng là Thiền gia Mậu Đường là sẽ giải đáp Thiền Tông học vào các ngày Chủ nhật hàng tuần ở Hà Nội, bắt đầu tính từ ngày 22 tháng 6 năm 2019. Vậy thì cái vị này có được chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cấp phép sinh hoạt hay chưa, hoặc là cấp giải đáp hay chưa, làm cho Phật tử hoang mang? Rồi, chưa hoàn toàn, không, chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa phát triển chi nhánh. Phát triển chi nhánh phải có lập một cái bản bàn giao đàng hoàng và cấp giấy cho nối tiếp dòng Thiền Tông đó. Cái này nó thuộc về nối tiếp dòng Thiền Tông, hoàn toàn chùa Thiền Tông chưa có cái này. Rồi con hãy tiếp đi. Dạ, câu thứ hai của con là những người tu Thiền Tông lâu năm đáng ra phải càng tiến bộ, nhưng sao có những người tu Thiền Tông lâu năm lại đi lạc đường? Nguyên tắc cái cầu tu Thiền Tông là cái gì? Là tu nó phá vật lý, nó đi thoát đi ra ngoài. Nhưng mà mình ở trong này lâu quá đi, cái điện, cái lực phước dương và phước âm nó hút, nó kéo lại. Mà trong đó nó có cái ác đức nó kéo lại, khó thoát ra. Giống như là mình đứng ở trong cái sàn keo á, thoát nhảy không nổi đâu. Cái lực hút âm nó rất mạnh. Con suy nghĩ nè, một cái tòa nhà mấy chục tầng mà nó chổng đồng nó còn hút dính vô trái đất đó, chứ đừng có mình có mấy ký lô nhậm gì, nó hút cỡ đó đó. Thấy không? Cái tòa nhà ta là mấy chục tấn mà nó chổng đồng nó còn hút dính vô trái đất, mà còn mình đang nhậm làm sao thoát ra được. Mình muốn thoát ra được thì nó có cái quy luật của nó, phải sử dụng bằng trung ấm thân mới ra được. Còn nếu mà vật chất khỏi, còn mang thân tứ đại, đừng có nói mà vô tu Thiền Tông là nói là nói cho vui thôi. Mang thân tứ đại vô tu Thiền Tông 1.000 người cạo lắm, 2-3 người được, 2-3 người được chính xác thôi. Bởi vì vô đây rồi á, tiền tài danh lợi giống như cái anh gì mà nãy ở Hà Nội á, vì danh chứ cái gì đâu, làm sao có đủ tư cách làm này, làm sao có đủ tư cách đứng mà giải đáp cái Thiền Tông này. Chưa có đối mặt lại với chùa Thiền Tông thì làm sao mà đứng tuyên bố như vậy? Đây là hám danh thôi, chứ đâu có gì. Con người nó là vậy đó, không phải một mình anh nói đâu, rất nhiều. Tôi nhớ hồi mấy tháng trước con người đó là mấy bị chết thì tôi dẫn về, thấy không? Cái hám danh nó quá mức, mình còn chưa biết mình sao mà dẫn về, ông Phật còn không dẫn được. Tất cả vô đây vì coi chừng tu, coi chừng hám danh, coi chừng cái này. Hám danh mê lợi là nó chết, nó quật chết luôn đó. Thì bây giờ đi vào cái chiều sâu của Thiền Tông, tôi sẽ nói hết, bất cứ ai hỏi cái gì, tôi nói hết cho nghe. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba là: tại sao nhiều người mới tu Thiền Tông lại ngộ thiền rất nhanh, nhưng có người theo Thiền Tông lâu năm lại không ngộ được đạo? Ngộ nhanh là ta từng số cao, 10 trên 10 người ta ngộ, còn cái ông kia 5 trên 10 sao ngộ? Giống như cục đá, cái bong bóng mà nó sắp bay con thả nó bay, còn cái bong bóng mà nó hút vô mặt đất sao ngộ? Tất cả những người càng âm tu Thiền Tông càng ngu,
càng giữ luôn đó thiệt. Tu nếu mà cái tần số mình âm luôn, vô thấy người ta ham nhào vô, đi ra nói tầm bậy bạ rồi bắt đầu nó hút cứng vô, nó phát ra. Đây là cái quy luật vật lý của nó. Tu thiền tông phải bắt tu biết bằng quy luật vật lý. Trên đời này tín ngưỡng tôn giáo thì phải hiểu cho rõ. Thiền tông nó thuộc về tín ngưỡng, nó không nằm xếp vào tôn giáo. Nên nhớ thiền tông không xếp vào tín ngưỡng, mà đây là xếp về tín ngưỡng. Còn phải nắm vững cái thế giới vật lý này thì mới tu thiền tông được. Còn không biết hoàn toàn tu sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Thành Tài ở Nhà Bè ra câu hỏi. Dạ. Xin bác xác nhận lại là chùa Thiền Tông Tân Diệu ngoài trang mạng thiền tông.com thì còn trang mạng nào chính thức nữa hay không? Hoàn toàn thiền tông.com thôi, còn tất cả chấm khai ngoài chấm cơm là chấm canh của người ta. Thiền Tông chỉ có ăn cơm thôi chứ không có ăn canh. Rồi hỏi tiếp, ngoài ra là của người khác. Dạ. Ngoài bác ra thì hiện nay có ai đủ tư cách để mà tiếp nối mạch nguồn Thiền Tông và đủ tư cách để mà đứng ra truyền thiền cho người khác hay không thưa bác? Hiện nay chưa thấy ai hết, chưa thấy cái nhân vật nào nổi hết. Nó chìm đâu mất, tôi đang nhìn đó, mà nhìn không thấy ai nổi hết. Chừng nào nổi tôi nắm tôi kéo lên tôi giao cho. Rồi hỏi tiếp đi. Người không đủ tâm tài lực mà lập chùa Thiền Tông hay Thiền Tông thất, mục đích là vì danh vì lợi, như vậy quả báo nó sẽ bị như thế nào? Người ta quả báo 5 trên 5 này nó tới 10 trên 5. Có nghĩa là mình hám danh. Thiền Tông mới ra đời nhiều người bởi vì người chết. Mới vừa ra cái giết này giết kia ăn theo, chết hết. Nên nhớ một điều không có chuyện dễ đâu. Thiền Tông mà nó ra đời người tu cũng chết mà người không tu cũng chết. Còn cái người hám danh còn chết sớm hơn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi này con hỏi do một người khác. Có Phật gia ở Quảng Ninh nhờ con hỏi giúp. Hôm trước Phật gia có đến nơi chùa Thiền Tông đất rộng ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Người lập gia chùa Thiền Tông này tự xưng là viện chủ. Vậy cho con hỏi, ngoài chùa Thiền Tông Tân Diệu thì có cái chùa Thiền Tông khác là chi nhánh chính thức của chùa Thiền Tông Tân Diệu này hay không? Bây giờ chùa Thiền Tông phát triển được một cái rồi, nhưng mà chưa ai biết. Có giấy phép phản hồi, hoạt động đúng luật pháp, nhưng mà chưa xuất hiện. Ngoài ra không có cái chùa thứ ba. Chùa Thiền Tông đã có rồi nhưng mà chưa xuất hiện. Giấy phép đã có, chùa đã có nhưng mà chưa hoạt động. Mà giờ người ta hoạt động mình cũng biết đâu à. Thì tương lai cái nơi này sẽ là nơi mạch nguồn Thiền Tông chảy đi. Nhưng mà ăn thua cái ban bệ. Tôi quan sát cái ban bệ này để coi sao có đủ tư cách không, hay là đưa vô ham danh mê lợi nữa thì thôi nó mất à. Thì bây giờ đây nói đúng ra về sau cái chùa Tân Diệu bắt đầu nó đi vào chu kỳ gốc rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ phát ra. Nếu ai có đủ tâm tài lực đúng theo trong quyền ký nói thì chắc chắn được nối tiếp dòng Thiền Tông, có giấy chứng nhận đàng hoàng, có một buổi lễ truyền bàn giao đàng hoàng, chứ không phải nói mù mờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy Đức Phật quyền ký dòng Thiền Tông có mấy viện chủ vậy thưa bác? Quyền ký cái dòng Thiền Tông mình có bao nhiêu viện chủ? Cái này đừng có nói chuyện, cái này đừng có nói tương lai. Có nghĩa là biết bây giờ sao này. Ông Phật bảo á, mình đi bước này chỉ biết bước này, đừng có nói. Nói ra thành ra nó thành ra tiên tri, nhà tiên tri nó lạc vào đạo thần rồi. Không nên hỏi cái này ha. Tự quá khứ có nghĩa là ông Phật á, ông bảo là Phật quá khứ thì nói được, Phật vị lai chỉ nói được một người thôi. Đó, thì bây giờ ông nói là ông A Dật Đa thành Phật 10.000 năm sau đó. Chứ mình đừng có hỏi, nếu mình hỏi cái này người ta biết chứ phải không, nhưng mà đừng nói cái nó lạc vào cái tiên tri, thành nó lạc vào cái đầu thần, không nên. Rồi con hỏi tiếp đi. Ngoài bác á, là viện chủ ở đây thì nhiều người tự xưng như vậy có được hay không? Thì tôi đã nói rồi, hám danh ta muốn xưng gì xưng. Thế gian này cảnh sát thật giả, cảnh sát thiệt thì có, mà cảnh sát giả giờ thiếu gì đó. Nó bị bắt tối đó, nó bị bắt hoài đó. Tất cả những gì ở trong này nó đặt ra là nó
theo cái thiền tông này rất dễ không gì khó, vì quá dễ mà nó nhào vô, nhưng mà mình đã không hiểu rằng cái thiền tông này là điện 500 volt, đụng vô là biết, thấy nó vậy mà đụng vô được. Rồi hỏi tiếp đi. Đất rồng là ở Long Quang, mà nếu như ở nơi khác á, mà lấy cái tên gọi là đất rồng như vậy, có đúng như trong quyền ký không thưa bác? Đất rồng là ở Long An, mà nơi khác lấy cái tên đất rồng có được. Bây giờ đất rồng thì thiếu gì đất rồng, nhưng mà đất rồng phải có lông nữ kèm vô thì mới đúng là đất rồng. Đất rồng như Long Xuyên, Long Hải, Long Thành, đâu có lông nữ đâu, đâu có lông nam không, thì nó không đúng. Yeah. Đất rồng phải kèm lông nữ, mà phải câu đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Yeah. Mình phải hiểu cái thế giới nó vậy mới được. Chứ còn nếu mình không hiểu á, thì nghe nó kia cũng đất rồng mà tại sao không có, thiếu lông nữ. Chính ở đây nó có lông nữ, lông nữ mà lông nữ này không phải, nó có nhưng mà lông nữ nó phải có tài liệu 6 quyển sách của Đức Phật truyền và một quyển sách của Trần Nhân Tông, người đó mới gọi là lông nữ. Chứ giờ ở Long Thành có ông nào đâu có lông nam không á, sơn được không đâu lông nữ, mà có quyển sách nào đâu. Ở Long Thành có một ông lông nam, nhưng mà ông nắm được có hai chữ thiền tông, cái ruột không có, quyền ký không có, rồi giáo lý không có, thì làm sao đủ. Vì thế mà ổng khôi phục được hai chữ là thiền tông. Nhưng mà nó sai cái ổng này nè, ổng để cái thiền viện nó trật lắc, phải để cái chùa thì mặt mai. Vì thế mà trong cái quyển sách số 1 tôi đã nói rồi, nó đã xuất hiện nhiều nơi chứ không phải đâu. Nhưng mà điều cái người mà chánh gốc á, bởi vì ngày xưa tại sao cái thiền tông này nhiều người biết, nhiều người biết lắm, việc tờ báo bút trà bả đăng lên, bà đăng cái một thiền tông Phật giáo ai cũng biết cái rồi, ông không biết bà đăng cái gì, ông vòng nhưng mà ta nắm, nhưng mà nguyên tắc không nắm được cái giáo lý. Quyền ký bà có đăng à, đăng trên báo có quyền ký, nhưng mà giáo lý bà không biết, bị giáo lý là vô tự. Duy nhất năm quyển sách mà Đức Phật truyền, bí mật truyền theo dòng tông, quyền giáo lý viết bằng kinh vô tự, còn mấy người kia là viết bằng văn hữu tự. Vì thế mà mấy ông kia cũng nhận được, thì cũng nói nhào nhào đó, nói nhưng mà sau cùng không biết. Chữ giác ngộ còn không biết thì làm sao về giải thoát biết được. Đó, thành ra mình mới hiểu rằng nơi nào đất rồng thì đúng, kèm theo lông nữ, lông nam dẹp. Lông nam thì phải có đầy đủ hồ sơ, 6 quyển sách kèm theo. Còn ở đây rõ ràng có 6 quyển sách kèm theo thì ta mới đúng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác nói như vậy thì Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ có dạy giải thoát hay không? Bây giờ đó, mình không có nói thẳng người ta. Bây giờ nếu dạy giải thoát thì cổng chuyên dạy giải thoát đây này, cổng chùa Tân Diệu ghi đó, chuyên dạy giải thoát, chuyên dạy thành Phật. Giờ ra hỏi ổng coi, ông có cái chữ này không? Giờ đệ tử cũng nhiều lắm đó, hỏi ổng chứ. Giờ thưa các đệ tử Hòa Thượng, giờ có dạy giải thoát không? Chứ giờ tôi nói có cũng được, bây giờ nếu có thì tôi chưa thấy. Mà nếu không thì mình đâu biết cái ruột người ta, thành nó không dám nói cái này. Nha, bữa nào đi đây anh em xíu gì chạy ra hỏi, hỏi chứ xưa ra đây thì thiền tông mà có chưa dạy giải thoát không, thì mình sẽ rồi mình xe lô mình kêu bằng xe lên cho anh em biết rồi mình trả lời, hoặc là hỏi xong rồi lại đây là tôi nói bữa hổm tôi hỏi vậy, giờ tôi hỏi nó không có. Chứ bây giờ nếu mà tôi nói có cũng không được, mà không cũng không được. Nó có là sao? Có là không thấy, mà không thì biết đâu người ta chưa ra. Có nghĩa là chưa phổ biến ra là sao? Nghe không? Rồi hỏi câu khác đi. Vua Trần Nhân Tông là tổ sư Tiền Tông đời thứ 34, có sách xuất bản. Mà sao Dẫn Dư Sư Phật Học Thích Phước Tiến nói vua Trần Nhân Tông không phải tu Thiền Tông? Thì cái này thì nó đúng là quyền tự do của mỗi người phát biểu. Ông muốn phát biểu gì phát biểu. Chứ vua Trần Nhân Tông đó là tổ sư Thiền Tông đời thứ 34, theo dòng Thiền Tông được nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản rõ ràng, không dối. Thì đây là ông tu Thiền Tông chứ gì. Có nói, có sách mách, có chứng, nhà xuất bản Tôn Giáo cho xuất bản rõ ràng vua Trần Nhân Tông là Thiền Tông đời thứ 34, nắm toàn bộ hồ sơ này. Nhờ vua Trần Nhân Tông nắm toàn bộ hồ sơ này thì đất rồng mới công bố ra được.
không có, không thể từ Trung Quốc đưa qua đây được. Ta đưa âm thầm bằng cái gì đó, rồi xây tạo nhân tông đưa đến đây, tới sau cùng thiền sư Ni Đức Hà giao lại cho Long Nữ. Long Nữ yêu cầu tôi 50 năm sau phổ biến ra, tôi làm đúng, đúng theo cái luật, đúng theo yêu cầu của Long Nữ. Tôi chỉ có vậy thôi. Còn nếu ai thì bây giờ người ta tu, người ta được quyền, mỗi người mỗi ý mà, thì ổng nói có hay là không là chuyện của ổng. Nhưng mà lịch sử và văn học xác nhận rằng vua Trần Nhân Tông là tổ thứ 34 dòng Thiền Tông. Đây là người ta xác nhận bằng sách vở đàng hoàng. Còn ổng kia ổng nói có không có là chuyện của ổng. Tự ổng tưởng sao ổng làm vậy. Tất cả những người ở thế gian này tu bằng tưởng thôi, không tu bằng thực tế. Thiền Tông Tân Diệu tu bằng thực tế khoa học, không tu tưởng tượng. Nói cái gì ra cái nấy, nói cái gì chứng minh được cái nấy, chứ không có nói mù mờ. Chùa Thiền Tông bởi vì nói, bởi vì mới cho hỏi tự do, hỏi vô hình hữu hình, trên trời dưới đất dưới biển cũng nói luôn. Đó là vậy. Bởi vì ta nắm được cái thực tế, nắm được cái quyển giáo lý này, cái quyển giáo lý này Đức Phật nói từ con di trùng cho đến con người vạn vật, trái đất tam giới, Phật giới, càng khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi không thể nào sai sót một cái nào. Và ta cho tất cả những người tiến sĩ thần học, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ thánh học, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ vật lý học cho hỏi tự do. Đó là bữa nay tôi dám tuyên bố vậy. Mời, tôi mời càng nhiều càng tốt. Tới đây tôi tiếp đãi hoàn toàn không tốn đồng nào hết. Còn nếu tranh luận là khác, tranh luận tôi cũng tổ chức nữa, nhưng mà với điều kiện phải có cái ban bệ đàng hoàng, phải có chính quyền làm chứng, có luật sư làm chứng, có công chứng viên làm biên bản. Rồi trong cái bản cam kết ai thua phải đài thọ cái này. Nếu tranh luận thua phải đài thọ, còn mà giải đáp tôi đài thọ hết. Tới đây không tốn một đồng nào hết, ăn uống thoải mái luôn. Một người tôi bao ba bụng luôn, chứ không phải hết. Có nghĩa là sức ăn dư sức, chứ không phải đâu. Chưa có là cái chùa thì nó nghèo, nó không có gì, nhưng mà đều tôi dám la lớn vậy. Rồi thì hỏi tiếp đi. Bộ sách Thiền Tông là mình đọc mình phá được vô minh, kể cả những người bình dân cũng có thể hiểu được như vậy. Vậy tại sao những người tu cao mà người ta không thể tiếp cận và người ta đọc không nổi? Bộ sách Thiền Tông từ người bình dân người ta cũng có thể hiểu được, mà tại sao người tu cao không hiểu nổi? Bây giờ tất cả những người mà giàu có đọc Thiền Tông không nổi là lý do cái kiến chấp. Mấy con người giàu người ta kiến chấp. Nên nhớ rằng người ta mình nghèo mình đi ra rất bình thường, mà cái con người giàu đi ra xem cái áo, cái quần, rồi từ cái phong cách đi đấy, nổi bao nhiêu đó là anh đã chết rồi. Không? Nên nhớ đi vô cái nhà hàng ăn mà cái người giàu nó đi khác. Nó đi theo cái kiểu mà kêu bằng đại ca đi. Nhiêu đó là anh đã chết rồi. Thì vô Thiền Tông làm sao nổi. Mà Thiền Tông nó xóa ba cái vụ này. Không? Bởi vì tất cả những người mà giàu có không cách nào tiếp cận. Mà kể mấy ông thầy mà tu cao đàng hoàng không hoàn toàn không dám vô Thiền Tông này. Nó là vì cái chấp của con người. Mình phải hiểu, mình hiểu cái con người mình như thế nào, muốn tu con người mình như thế nào, vạn vật như thế nào, trái đất như thế nào, quy luật nhân quả như thế nào, mình mới hiểu Thiền Tông. Còn kia là người ta kiến chấp, xin lỗi, học có năm ba, học một bằng tiến sĩ Phật học rồi nè, khinh dễ cái này. Nhưng mà ta không có hiểu, mà khinh dễ mà người ta không có chịu mà kêu bằng dám tranh luận á. Khinh dễ mời tranh luận hoàn toàn không dám, tại vì người ta sống bằng kiến chấp. Còn ở đây không kiến chấp và tôi phá luôn, phá kiến chấp, phá vô minh luôn. Đó, thành ra Thiền Tông nó trỗi bật vì dễ mà một vị vua mới tu được cái này. Chứ nếu mà xin lỗi, Thiền Tông mà kiến chấp ông Trần Nhân tu đâu có tu này làm gì. Thấy không? Thua. Thành ra bây giờ người ta tu cái Thiền Tông này là người ta tu phong cách vững vàng bằng khoa học. Thấy không? Bằng cái ta giải mã được cõi vô hình và hữu hình, Thiền Tông mới dám đứng đầu đường đầu mà nói là cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ hết rồi, xin cảm ơn quá. Tiếp theo xin mời anh Hồng Phụng ở Cần Thơ đặt câu hỏi. Dạ thưa thầy, cho con đặt một số câu hỏi sau. Xin thầy giải thích chữ đạo là gì ạ?
Đạo là đường, là một con đường dẫn đi. Đó là nói theo kiểu phổ thông. Đó là một cái tín ngưỡng người ta xoáy vào một cái câu, một cái tin gì đó, người ta gọi là đạo. Nếu mà nói bình dân gọi là đường, mà nó xoáy vào một cái tín ngưỡng gì mà nó có thành tựu, người ta gọi là đạo. Nhớ là thành tựu nha, xoáy mà thành tựu là đạo. Giống như đạo này đạo kia đó, người ta lập nó có thành tựu gọi là đạo. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. À, vậy tại sao tất cả pháp tu như thần, thánh, Phật đều để chữ đạo phía trước, mục đích để dẫn con người đến cái gì ạ? Bây giờ thế giới này tu của mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Đạo Phật là tu cái gì? Tu để có hai cái thành. Một là thành Phật nhân, là thành Phật tại thế gian này nè. Và một là thành Phật mang một kim thân ở bên Phật giới, về Phật giới. Cái đạo Phật đó là tôi nói về cái đạo, thấy không? Còn cái đạo Phật nó chia tới 6 pháp môn, 5 pháp môn. Nó đi theo quy luật nhân quả, vật lý luân hồi của trái đất này. Và một pháp môn nó dẫn con người đi ra, thoát ra cái quy luật này. Thì người ta nói chung gọi là đạo Phật. Đạo là một cái hình thể gì đó, hoặc là con đường, hình thế gì đó đã tạo ra. Vì thế chứ Phật đó, ngày xưa không, ta không biết chứ Phật là cái gì. Phật là trùm khắp mọi nơi. Thì ông này ở trong thế gian này gọi là Phật nhân. Ông Phật có nói một câu này: ta là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành. Mà bây giờ tại đây rất nhiều người thành Phật y như Phật. Hồi xưa Phật là trùm khắp mọi nơi, chân Phật, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Nay ông ba, ông A bà B cũng là Phật thành, chỗ đi khắp thế đất rồi, có thua gì ông Thích Ca đâu. Nhưng mà còn mang Phật nhân, Phật kim thân chưa mang được. Phật kim thân mang một công thức khác. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Con hỏi dùm cho một người tên là Triệu Cao Bảo Long ở Phần Lan, xin hỏi đó là: làm sao phân biệt được tưởng thức và tâm thức giống nhau và khác nhau ở điểm nào ạ? Tâm thức và gì? Tưởng thức. Tưởng thức và tâm thức. Tưởng và tâm ha. Yeah. Cái tưởng là do mình tự suy tưởng ra. Còn cái tâm đó là tự nhiên nó phát ra từ trong tim của mình, do trái tim mình nó, trái tim mình nó bóp, nó phát ra cái lặng, cái điện á, mình nó phát ra cái lặng sóng ảo giác. Thì nó nương theo cái này nè, cái tâm thức nó phát ra rồi cái tưởng nó mới theo. Tâm thức phát ra tưởng nó mới phát được. Ha, nó là cái lớp thứ hai. Nếu xếp vào cái loại mà tu á, thì cái tưởng thức nó xếp vào mặt trăng thứ ba. Nha, phải ba. Tu đạo Phật là phải hiểu được ba căn bản mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất là thánh thấy tự nhiên. Còn cái mặt trăng thứ hai là thấy và biết tự nhiên. Nên là thấy tự nhiên và biết tự nhiên là thứ hai. Còn cái mặt trăng thứ ba là thấy, biết và tưởng. Thêm cái tưởng thì nó mới đi luân hồi. Nha, tu đạo Phật phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn anh không hiểu phân biệt được cái ba mặt trăng thì anh không hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi nói này, tất cả người nào mà về nghiêng ngẫm là tôi bảo ngộ đạo liền. Ngộ liền, ngộ tức khắc liền. Nó sẽ nhận, ai mà có công đức ra nhìn thấy liền ha. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu tiếp theo: người về Phật giới tại sao chung ấm thân lại đi bằng tốc độ điện từ âm dương với 900.000 km một giây, mà không phải đi bằng tốc độ điện từ quang 1,2 triệu km một giây ạ? Bây giờ người ta nói là đi tốc độ 900.000 cây số một giây, đây là cái bình thường. Khi một vị Phật dẫn về trái đất mà nó vừa qua thì thôi đi từ từ chứ đi cho nhanh, thấy không? Bởi vì giống như con xe con chạy 120 cây số giờ, nó ấn định cho con 120 cây số giờ thôi, nhưng mà con chỉ 10 cây ai rảy? Thì tùy theo cái thời gian. Thí dụ mà bây giờ trái đất còn một giờ nữa nó sẽ đến tới trung tâm vận hành luân hồi, thì ông kia phải ra tấp bốc đi nhanh rồi mới đi vô. Đó là vậy. Có nghĩa là ta ấn định là đi cao nhất 900.000 cây số một giây, rồi tùy theo cái thời gian của cái trung tâm trái đất này, nó quay đến trung tâm vận hành luân hồi còn mấy ngày nữa, mấy ngày nó đi tà, tháng nữa chứ, một tháng nữa đi tà thôi. Còn nếu đi nhanh thì phải đợi vậy, thì phải đi tới tốc độ đó thôi. Trong thế gian này chỉ là còn tốc độ điện từ
quang, nó không đi trong này được mà nó đi ngoài ngoài kia cả. Bên thực giới á, bên đây đi bằng tốc độ điện từ âm dương thôi, vì nó theo quy luật vật lý của nó mà không thể đi, đi nhanh hơn được. Muốn sử dụng điện từ quang thì phải về Phật giới sử dụng. Vì thế á, mà từ cái tam thiên đại thiên thế giới đi qua chỗ kia rất gần à, thành ra ta mới điều hành. Vì thế mà Đức Phật A Di Đà ở trong cái thế giới Phật giới, ông mới điều hành cái hành tinh. Ông xin lỗi, ông đi có mấy giây tới đây. Ông vô, ông dạy gì rồi ông ra, ông về, ông về đó rồi. Bây giờ văn minh rồi, người ta mới hiểu. Ví dụ con ở Sài Gòn có tiền, con làm cái farm đâu trên 30 thuộc đó, con nó về đâu. Bây giờ văn minh đi tứ đại, đi máy bay, sáng mơ ăn sáng đây, ăn trưa trên 30 thuộc, rồi chiều về đi bằng máy bay. Nó tốc độ bằng tứ đại mà nó còn vậy đó. Thì đối với mấy cái người nước ngoài sao? Bởi vì cái đẳng cấp mấy người nước ngoài mà giàu nhất là phải có máy bay, có tàu. À, còn giàu gì thì chỉ không có máy bay, giàu tới tàu thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ. À, con hỏi tiếp. Vị Phật tương lai ở trái đất này là Di Lặc, và Ngài hiện đang giáo hóa ở cõi trời Đâu Xuất Đà. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất, thì có giáo hóa giống như Bồ Tát Di Lặc không ạ? Tất cả những vị Phật mà muốn hiểu cái này phải lên cõi trời Đâu Xuất học, mà phải làm con của vua hoặc là tổng thống cái nước ở nước này nè, có mấy cái đủ lực. Con bây giờ con muốn đi học nước ngoài, con nhà nghèo sao đi, phải là người già giàu đủ sức cho con đi. Thì con muốn nói cái này là tự con làm, bởi vì con nghe lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa sao, 55 sau ông A Nhiên Đằng nói bây giờ ông ở đây phải tạo phước đức không mấy, không có xài cái gì á, 50% giao lên trên cõi trời Đâu Xuất đó, làm con của Thường Hộ Quân đó. Rồi xuống đây còn dư xài hết rồi đem xuống đây làm con Tịnh Phạn. Vì ra Tịnh Phạn mà con ra tu thì người ta mới yểm trợ, chứ con Tịnh Phạn mà nghèo quá nó không đấy. Ông đi ra tu, ông sử dụng cái phước đức ông để ông tu, chứ không phải là ông ngồi đó, ông ngồi gốc cây mặc áo quần áo rách rưới đâu, không phải đâu. Đây là cái diễn tả của người sau thôi, chứ đã ta tu bằng phước người ta mà xin lỗi, ăn uống á, nói cúng chứ chưa chắc là ông ăn ngay đồ cúng đó. Nó cho biết bây giờ nói ra nó thẳng rồi. Thế thì ổng cũng đi xin về thôi, nhưng mà điều khi ăn có đem về, nhưng mà khác hậu cần đưa lên cái khác. Và ai làm chứng cái này, nó ăn bằng phước mà. Rồi người ta nói này kia nọ, chứ bây giờ đó cái bàn này ăn thì ổng ăn, sự thật cái hậu cần đưa lên riêng rồi là ai biết. Nhưng mà trong kinh nói để cho nó hòa đồng thôi, chứ ông tu bằng phước, con có vua đi tu mà chứ chuyện dở. Chứ mình con dân đi tu thì thôi có dạng lấy vua mà triều đại ông mấy trăm năm chứ đâu phải nhỏ đâu. Thì ông có mấy chục năm làm sao mà triều đại ông không nuôi ông nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. À, con đọc quyển kinh An Vị Phật của Thiền Tông, đọc lần thứ nhất con cảm thấy rất là buồn tủi, nước mắt con rơi một cách tự do lúc nào không biết. Lần thứ hai cũng như vậy, cảm giác như con bơ vơ không biết đi đâu, về đâu và làm gì. Dù con đọc mấy lần tiếp theo hiện tượng đó vẫn còn. Con rất bình thường, duy chỉ lúc đọc kinh An Vị Phật Thiền Tông là như vậy. Nếu có duyên xin phép bác giải thích hiện tượng đó giúp con cảm ơn bác. Mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Tất cả mình đọc nó phá âm và phá dương lên, thì nó mới con người trong mình là gì? Con người mình là âm dương. Nó phá được cái dường như là cảm xúc, nó chảy nó mất. Đó là quy tắc vật lý thôi. Vì thế mà kính xưa thế nhân thị chuẩn hiệu Trần Công sư phụ học võ tử một số được nhắc lại sau. Tạo công đức hướng cập à như thế phải lặp lại tạo câu một là tạo công tử nào tạo nào. Alo. À, tạo công đức từ nghiệp là cận tử nghiệp là như thế nào ạ? Rồi, được rồi, biết rồi. Tạo công đức cảnh tử nghiệp phải không?
Bây giờ trước khi mà cái vị đó kết đó, 3 ngày ông thần báo cho biết rằng sẽ đi đâu á. Nếu mà đi về Phật giới thì nên nghiêm trang về, còn nếu mà đi lên giảng sanh mà muốn về Phật đất thì tốc tắc phải tạo công đức liền, muốn về Phật giới. Thứ nhất, mở cái việc cái an vị Phật ra trước, để chi? Để nó xóa cái âm lực ở đây. Rồi bắt đầu á, con cháu trong gia đình tìm cách tạo công đức bằng cách là mời người ta đến nghe diễn đàn giải đáp, hay là tất cả những cái gì mà mình thích á, mời đến đây nghe. Trong vòng 3 ngày phải tạo được một phần công đức thôi, để chi? Để nó mở mắt, mắt Phật nhãn ra mới về được. Không, trong 3 ngày này không mở Phật nhãn hoàn toàn không về được. Nó đi theo cái quy luật mà ông thần đã báo trước mình đó. Nó không tạo công đức này thì nó có cái tạo công đức như thế nào? Thứ nhất, cái an vị Phật mở ra để nó phá đi cái âm lực đi, phá cái dương lực cho âm lực trái đất này. Thứ hai, mở ra những câu hỏi, đặc biệt bây giờ câu hỏi ta đi vào chiều sâu rồi đó, thì hỏi để xoáy vào này, đề nghị những người đến nghe thì cố gắng nghe câu hỏi này dùm coi thế nào, rồi góp lại cho cái tổ chức của mình á. Ví dụ mà 20 người mà có 2 người góp rồi thì chắc chắn có công đức rồi. Nếu mà thuận đúng là chắc chắn có công đức đó, mình phải cố gắng như vậy mới được. Rồi sau đó thì tôi nói là tất cả những người tạo công đức có, thì cái ông có 3 ngày chết nó sẽ lùi lại tùy theo cái công đức của mình, nó lùi thời gian không nói được, có nhiều người lên mấy năm luôn ạ. Còn nếu mà nó nói bệnh gì ung thư á, thì nó cũng có thể kéo ra được nhưng mà không dài. Còn các bệnh khác đều hoàn toàn nó xua được hết, chỉ trừ ung thư viêm nhiễm là hoàn toàn không phá, bởi vì đây là cái di trùng mà nó phá bằng di trùng vật lý nó khác. Còn nó phá về vấn đề cái tuổi già đó, thì bảo đảm cái nó sẽ kéo ra vài năm không thành vấn đề, nhưng mà với điều kiện phải là tạo được công đức. Nó tạo công đức cảnh tử nghiệp phải tạo cho nhanh, chứ không có ngồi đó mà lơ lơ là không được. Mỗi một ngày qua là một cái, nếu mà anh tạo ra anh có rồi anh vô đình vô miếu vô chùa danh lại nó mất rồi đó.